con Mr. Bayway nha. Hàng này mới thu về chưa vệ sinh nha. Em bao không ai nào gọt gạt hoạt động ok hết nha. Đây ngoại hình của nó đây. Đây, phía sau nó đây. Đó, made in USA luôn nha. Ngoại hình nó còn đẹp á. Mấy cái này là do nó dính keo thôi. Đây nè, chủ nhà ta xài còn dính keo dán rồi chứ nó chưa chạy chuỗi đâu. Con này em bao hoạt động ok nha, không gọt gạt nha. Đó. À, con này em bán giá công khai là 1.500.000, em bao ship toàn quốc nha. Anh em nào có mua cầu liên hệ với em. Con này chơi gia đình hơi đi show gì quá ok rồi. 1.500.000, 1.500.000 em bao ship. Nào mua thì liên hệ số điện thoại nha em nha.